Em xin kính chào cô bác, anh chị và các bạn. Một buổi sáng trời mưa lạnh lẽo lại được gặp cô chú, anh chị và các bạn. Em đang đứng ở một góc phố cũ thân quen, ở dưới dốc Minh Mạng. Bây giờ là 6 giờ sáng ở Đà Lạt. Nhiệt độ buổi sáng hôm nay lạnh lẽo hơn mọi ngày, vì thế ai cũng khoác lên mình những chiếc áo ấm. Thời tiết như thế này cũng vừa buồn nhưng lại vừa mang nhiều kỷ niệm đối với người dân ở Đà Lạt, cũng như ai đã từng đặt chân lên Đà Lạt, thành phố mộng mơ. Mưa ở Đà Lạt lặng lẽ nhẹ nhàng trải khắp các ngõ ngách của con phố, một cảm giác dịu dàng lãng mạn hơn bao giờ hết. Những giọt nước rơi từ chiếc lá xuống trong cơn mưa nơi góc phố thân quen, có những mối tình đẹp hẹn hò trong mưa như ẩn chứa nhiều kỷ niệm. Trong cơn mưa phùn, lúc to lúc nhỏ thường xuất hiện lên những cành cây. Có những màn sương mỏng phủ lên những cành cây, những mái ngói cũ kỹ đầy rêu phong. Khi em lướt qua con phố, mọi người vẫn chưa thức giấc. Có lẽ trời hôm nay lạnh hơn bởi những cơn mưa từ tối hôm qua đến giờ chưa dứt. Cảnh vật con phố vắng lặng, những nẻo đường thân quen giờ đây trở nên ướt át. Một làn sương nhẹ vương vấn ở cuối con đường làm cho ta nhớ những dư âm xa vắng. Những ai có tâm hồn yếu đuối trở nên dễ rung động hơn. Một quán cà phê nơi góc phố, nhìn qua cánh cửa sổ, nhìn những cặp đôi tay trong tay đi trên phố, dắt nhau đi dưới những cơn mưa thật là lãng mạn. Được ngồi với nhau bên ly cà phê nóng với tiết trời se se lạnh đặc trưng, như muốn níu kéo ai ở lại. Mưa ở Đà Lạt giống như một cô thiếu nữ mít ướt, dễ làm cho người ta vừa buồn nhưng cũng vừa thương xót. Cảnh càng buồn thì càng thấy Đà Lạt trở nên tuyệt đẹp và cuốn hút khó rời xa. Có ai đã từng ngắm mưa ở Đà Lạt như thế này chưa? Và em xin gửi đến quý vị và các bạn một vài kỷ niệm về những góc phố thân quen trong một cơn mưa buổi sáng. Chúc quý vị và các bạn có thật là nhiều niềm vui.